Mai này, chuyện ngày hôm đấy em cứ coi như là chưa xảy ra nhé. Lúc đấy em cũng không tỉnh táo mà. Vâng ạ. Cũng là do em. Em xin lỗi nhé. Vậy anh cứ tỏ ra bình thường, đừng để mọi người để ý ạ. Anh biết mà, cứ coi như là chưa có việc hôm đó nhé. Dạ, em biết rồi. Ui giời. Đã không dọn thì thôi, dọn thì dọn cho nó sạch. Nhìn đây này, vẫn còn bụi bặm đây này, nhầy nhuộm mỡ đây này. Dạ, lần sau con sẽ để ý hơn ạ. Con người mà, tốt nhất là hãy sạch sẽ từ trong ra đến ngoài, từ suy nghĩ cho đến hành động. Cái loại mà cứ mập mờ mờ ám ấy, khó chịu lắm. Mẹ, nếu con có gì sai, mẹ cứ chỉ dạy cho con ạ. Có những thứ nếu đã là nết người rồi ấy, khó dạy lắm. Đây, gửi thầy ạ. Thầy xin. Đây là ngày cưới của hai đứa nó à? Dạ vâng ạ. Dạ, ngày cưới là gia đình chúng con cũng đi xem xét cẩn thận lắm rồi đấy ạ. Xem xét mà không đến nơi đến chốn ấy, còn hỏng việc nữa. Vâng ạ. Sao? Không ổn hả thầy? Con dâu khắc cả nhà. Một ý, là nó sẽ gánh nợ cho cả nhà. Hai ý, là nó sẽ gây nên nợ cho cả nhà. Nợ ở đây không phải là nợ tiền bạc nhá, mà có khi là ân oán, là ân nghĩa, là tai họa, là những việc rối ren loạn lạc. Thế có cách gì khắc phục được không hả thầy? Hay là xin thầy làm cho nhà con một cái lễ giải hạn ạ? Lạy thánh mớ bái. Giải thì cũng chỉ được một phần thôi, nhưng chắc chắn còn xô bát xô đũa nhiều. Mà nếu phúc nhà bà mỏng ấy, nói thật nhá, tan cửa nát nhà là chuyện như chơi. Xin cô, gia chủ họ Trần đang có một cái hạn. Xin cô độ. Xin cô cho giải hạn tai ương đổ xuống sông xuống bể. Cô đang mua gì đâu vậy? Cho gia chủ đèn kêu một mộ, mọi sự cát tường. Nhà chị về mà liệu được ăn được ở đi. Thôi thì xin cô, nếu gia chủ có lầm lỗi gì, xin cô đánh hai chữ đại xá, cho gia chủ chúng con cập giữ hóa lành, được đắc kỳ tài, sai kỳ lộc, phu thê hòa thuận, gia chung bình an, lộc tài vượng tiến. Chưa có cái nhà nào như cái nhà này. Có giải hạn thôi ý, mà các ngài cũng không cho giải đi này. Tôi đã bảo rồi, không quyết liệt là không được đâu. Tôi còn... Ôi. Ôi giời ơi. Dạ. Làm ăn cha biết để ý trước sau gì cả, không có cái gì ra hồn. Không hiểu trước đây bố mẹ con dạy bảo con kiểu gì nữa không biết. Nhà này từ trước đến nay không có chuyện gì, từ ngày có con đến giờ hết chuyện này đến chuyện khác. Đúng là phải vía. Con chào mẹ ạ. Có chuyện gì vậy mẹ? Này, có hai đứa ở đây thì mẹ cũng nói thật nhá. Mẹ thấy hai đứa chúng mày sống với nhau đúng thật cũng chẳng có hạnh phúc gì cả, suốt ngày hục hạc nhau. Hôm trước con nói là con muốn ly dị đúng không? Thế thì ly dị đi con ạ. Mẹ. Mẹ cái gì? Mẹ không ở được với nhau thì ly dị, giải phóng cho nhau chứ còn gì nữa. Cô hết khôn rồi đến giải đấy phải không?
Cô có im ngay không? Anh chả biết cái gì cả. Tôi bảo cô im cơ mà. Nhà nào chẳng có việc nọ việc kia. Người lớn thì phải biết vun đắp giúp đỡ, chứ không phải là xúi bẩy phá hoại hạnh phúc của con trai cô đấy. Phải. Chính vì hạnh phúc của nó thì em mới phải làm như thế. Dù anh có nói gì chăng nữa thì em cũng nói một câu nên ly dị. Như thế con trai mình đỡ khổ mà con dâu mình cũng đỡ khổ. Cô ly dị vào thời buổi này văn minh có làm sao đâu. Ô hay. Mẹ. Mẹ. Con xin lỗi bố. Chắc con với Mai lộn xộn quá khiến bố mẹ phải bận tâm. Nhưng việc của chúng con nếu có quyết định gì con sẽ thông báo với bố mẹ. Bố mẹ không phải lo. Mai, con nghỉ ngơi đi. Không phải nghĩ ngợi gì cả. Tính mẹ con thế đấy, đừng nghĩ ngợi con nhé. Dạ. Mẹ đã bảo vệ rồi, giờ anh muốn sao? Muốn cô im đi. Không yên thân được lúc nào cả.